Xin chào bà con, thì bà con tiếp tục vui lòng đăng ký kênh để mình tiếp tục quay những video tiếp theo cho bà con xem. Thì với clip này thì bên trái cây theo mùa Đắk Lắk á, thì có hướng dẫn bà con cụ thể. Thứ nhất đó là chúng ta xuống vườn thăm và xem vườn chanh dây của bà con bệnh như thế nào, và để cho bà con tư vấn bà con biết về những cách để khắc phục vườn chanh dây của mình sao cho hiệu quả, và tư vấn về những cái loại thuốc và những cái cách chăm sóc như là cắt tỉa lá và phòng trừ bệnh hại, sâu bệnh hại trên cây chanh dây. Thì với clip này á, thì mình quay thực tế cho bà con, thì vừa đi tư vấn và vừa tiến hành xử lý trên cây chanh dây. Thì với clip này á, thì bước đầu tiên á, là mình khuyên bà con nông dân á, là bắt đầu xem ở rễ cây là đầu tiên. Thì qua clip này á, thì chúng ta tiến hành qua coi rễ. Thì bất cứ cây nào á, cũng coi bộ phận rễ là bộ phận quan trọng đầu tiên, để làm cho nguyên nhân tại sao mà quả của chúng ta nó bị tót, bị thiếu nước. Rễ á, thì chúng ta nên xem thứ nhất đó là bộ phận rễ chính, rễ phụ, rễ con và cái rễ mà những cái rễ mà rễ mạch á. Thì tại sao những cái rễ này nó hút không được chất dinh dưỡng? Có thể là do tiếng trùng, có thể là do rệp hạt nấm gây ra. Thì chúng ta coi kỹ ở rễ, nếu mà rễ chúng ta không có dấu hiệu gì hết á, thì chứng tỏ là bộ rễ chúng ta không sao. Chúng ta tiến hành xem trên thân lá, nếu mà thân lá chúng ta vẫn có hiện tượng là côn trùng kích thúc hay rệp sát hay là vàng lá hay là héo lá gì đó, chúng ta mới xem cho kỹ. Nhưng trong trường hợp này á, thì clip này á, thì với hộ nông dân của anh Dương Văn Sĩ ở Cà Rồng Nô á, thì bên kỹ thuật mình chăm chú và coi bộ rễ là quan trọng nhất, vì cái lượng phân bón rào rất là đầy đủ. Khi mà mình tư vấn hỏi trực tiếp ở nhà vườn thì nhà vườn nói là rất là đủ, đầy đủ hết, không thiếu yếu tố nào, từ phân hóa học đến phân sinh học, phân chuồng và các chế phẩm sinh học khác. Thì qua kiểm tra thì mình thấy cái lượng hóa học bỏ vào đây rất là nhiều, nên mình có khuyên cho nông dân là tiến hành bỏ sinh học và một số phần vi lượng, đa lượng để cho cây nó điều hòa nguồn thức ăn, vì cái thành phần hóa học bỏ vào cái chanh dây rất là nhiều, nên khiến cho cái chanh dây nó rối loạn về cái dinh dưỡng của cái cây. Thì bà con nông dân á, ai mà có nhu cầu á về cái kỹ thuật tư vấn về cái chanh dây thì không bao giờ gọi số điện thoại này, thì bên mình sẽ hướng dẫn hỗ trợ bà con về kỹ thuật chăm sóc cái chanh dây, để tránh một số tình trạng mà con dùng quá nhiều thuốc tới với lá thân cây thì nó gây ra một số hiện tượng bệnh cho cây chúng ta không được, nhưng khắc phục rất là lâu. Thì bệnh trên chanh dây á, thì như mình với bà con cũng biết thì rất nhiều loại bệnh, như bệnh bắp trái nè, rồi bệnh phân trắng nè, rồi ruồi đục quả nè, bệnh đốm nâu nè, bệnh da cóc nè. Thì nói chung á, mỗi cây đều có nhiều cái bệnh đặc trưng, nhưng chúng ta biết phòng á, biết chữa trước á, thì cây của chúng ta sẽ không có bệnh. Thì việc phòng và khắc phục á, thì bà con nên cần có tham khảo những cái tài liệu trên mạng. Thì với cái clip này á, thì mình quay cho bà con xem và để rút ra một cái bài học hoặc những cái kinh nghiệm để sau này mình áp dụng với cái vườn của mình, thì chia sẻ với nhau những cái điều hay chưa biết về nông dân chúng ta cần những cái thông tin về cây chanh dây rất là nhiều. Nên một lần nữa thì bà con vui lòng đăng ký kênh để mình tiếp tục quay ra những video clip cho bà con xem. Thì lời khuyên cho bà con á, thì với vườn chanh dây mình á, thì nên thường xuyên thăm vườn, kiểm tra bộ rễ cây, kiểm tra chế độ sinh dưỡng, côn trùng kích thúc trên cây, tỉa cành, tỉa lá đầy đủ hết, thì cây chanh dây mình á, nó sẽ không bệnh. Và cái thứ hai quan trọng nhất á, là bà con nên mua giống chuẩn, đúng giống, không nên mua những giống mà bệnh hại, chỉ khiến cho cái cây, cái việc trồng của mình nó giảm năng suất đi, tốn công, tốn thời gian, tốn tiền về cái việc mua thuốc nhiều mà không được gì hết. Nên cái giai đoạn đầu vẫn quan trọng nhất là cái giai đoạn bà con mua giống, và cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn trồng và tư vấn kỹ thuật từ cái giai đoạn trồng đến giai đoạn thu hoạch, thì nên phòng những thuốc gì như thế nào. Thì bà con vui lòng theo dõi clip về mình tư vấn cho một cái nông dân ở vườn trước khi xử lý vườn bệnh đối với bệnh héo quả vào thời gian từ 1 đến 3 giờ chiều. Buổi sáng hiệu quả rất đẹp nhưng buổi chiều hiệu quả héo. Xin cảm ơn bà con.
vàng, và cái thứ hai á, là bị rẹp. Thì khuyên bà con rằng á, nếu mà chúng ta biết chuyện hết á, thì bà con sẽ hoàn toàn chúng tôi cũng như bà con rõ về cái nguyên nhân những phát của trong cây chanh dây. Hiện tại cái chanh dây nó rất nhiều bệnh và bà con chúng ta không biết được nó nằm ở bệnh nào, phần cố rễ, phần cố trắng, phần cố da cóc. Với cái chanh dây này là đòi hỏi cái chương trình chúng ta đi rất là nhanh. Nên khi quay clip này á, thì bên chúng tôi quay có cái độ xử lý là không được đẹp mấy, nên bà con có tham khảo thôi. Để tiếp theo những clip khác sẽ đẹp hơn. Thì bà con cũng đồng ý kênh đi, mình sẽ quay cái video tiếp theo bà con xem. Còn khi đến là mình sẽ